nên lú đầu lên. Dấu hiệu lắm nè. Đáp đền xong lần này chắc nó ra đi luôn quá. Rồi chờ xí nghe, chờ mở mở file lên các. Được có mở file lên. Hái với chả móc mạng chứ chả miết. Ai, hôm trước mình qua 6 cái này rồi đúng không? Nay mình vô cái phần mới. Hay là ghi nhớ. Ghi nhớ. Ghi nhớ là quan trọng. Mình nhớ điều đó. Thì chỗ đầu tiên. Tìm. Thì nói hoặc nghĩ tôi đi tu. Tôi đi tu thì có sự phát triển, có sự phát triển của thiền chỉ và quán ăn làm chưa được quả. Khi nói hoặc nghĩ, tôi đi hành thiền, thì có thiền Na Duyên hỗ trợ. Cảnh và tướng thiền định khi nói thì tôi đi hành đạo thì có đồ đạo viên hỗ trợ. Đề đặt ra tại sao lại như vậy? Câu hỏi này của tôi. Chú giải. Có một cái sơ đồ mà nó hết sức là tùm lum luôn. Có quý vị nào mà mở được cái PDF của cái quyển này đó, quý vị mở lên giùm. Mở cái trang số 82 giùm. Đập giùm cái hình nó, bỏ lên đây giùm. Tôi vẽ cái hình trong đây là tới mùa mít năm sau luôn. Thôi tôi nhờ quý vị tân đi ha, mấy quý vị khác suy nghĩ giùm tôi cái này đi. Để hồi mấy quý vị khác lo đi tìm không à. Cái hồi mà không có ai trả lời câu này á, tại vì con đi tìm thầy kêu đó. Bạn quá đẹp. Tại sao vậy? Lời trước đi, hả? Tới cái hình. Quên ghi bài nữa chứ ha. Ừ, ghi bài. Ghi bài đi rồi trả lời.
Alo, nghe lại rồi ha. Đây, có ai ra trả lời không? Ai học văn khổ quá. Không hiểu chưa này. Cái gì dán cái phần đánh lên giùm tôi trên chat đi. Cảm ơn. Đời là dạng ngày sầu không? Biết tìm vui chốn nào? Đẹp đây. Ăn vô. Đều. Rồi, ngoài Trang ra còn ai lý giải không? Tại sao như vậy? Tại sao lại như vậy? Ở đâu quý vị phân tích cái chữ như vậy ra? Không? Như vậy là như gì? Như vậy là như nào? Như vậy là như sao? Tại sao tôi nói tôi nghĩ tôi đi tu? Hay có thiền chỉ gì thiền quán à? Tại sao tôi nói tôi đi hành thiền kia có thiền này duyên à, cảnh có tướng à,
khoai không, khoai lưới dạy vô đó không? Em sanh vô sanh ra nãy giờ bệnh nó ngủ hết rồi. Tới giờ cái tới giờ mà học được rồi cái nó chưa có hồi phục công lực kịp. Đúng không? Ủa thấy cũng nhiều nhiều lên kìa. Ồ, chưa nghĩ ra hả? Đúng rồi, đúng rồi. Chứ đâu mà nghĩ vậy, thôi nghĩ mẹ niết bàn luôn cho rồi đi. An Tân là nó khỏi ăn cơm, nó ngồi nó nghĩ niết bàn không đó. Là mơ là nó gặp niết than luôn. Không có dễ ăn vậy. Nên hỏi tại sao nó như vậy. Ruột mình mới đá đó chứ. Làm ruột mình đá đó. Mà mình đá ghét chắc nó đứt ruột quá à. Áp dụng vô, lấy duyên bỏ vô, học bên Bách Tha Ná mở rộng rồi. Nó đó, nó đó. Ai phân tích coi. Quá đau quá. Rồi, quý vị coi hiểu không? Mà tâm mình ấy, nó nghĩ đến một cái điều gì đó. Tức khắc nó tạo tác cái vòng chuyển khởi đến đó. Tức khắc nó tạo cái vòng chuyển khởi đến đó. À, lúc bấy giờ sẽ có một nùi duyên nó đi theo nó trợ. Lúc bấy giờ nó có một nùi duyên đi theo nó trợ. Nếu hành giả có học, có hiểu, có hành thì tận dụng được duyên trợ để đạt được lân cận cái đích, cái thứ mà mình chuyển khởi tới. À, bây giờ đó. Giờ đó là ví dụ như mình, ví dụ cái đơn giản thôi. Cái trí tài năng đi ha, mình nghĩ. Ví dụ. Mình nghĩ. Ê. Chủ nhật này mình thi tài năng được tốt đẹp,
được tốt đẹp, cho được thăng tiến. À, lúc bây giờ ngay lập tức ban đầu khởi lên một cái ý niệm đó, nó chuyển khởi đến cái đây là A, này là A phẩy, nó chuyển lên A phẩy và nó kéo thằng A phẩy trở về thực tại. Như vậy thì cái thằng A phẩy ở vị lai đó, nó đưa được về thực tại, thì cái quá trình mà mình chuyển như thế này gọi là chuyển khởi. Gọi là chuyển khởi. Khi mà một cái thằng A nó được sanh lên bởi thằng A, ôi xin lỗi, thằng A phẩy được sanh lên bởi thằng A, à, thì lúc bấy giờ các cái đường này nè gọi là duyên. Duyên nó trợ. Và không phải chỉ có một duyên, mà nó bày bày duyên, nó tùm lum duyên để nó trợ cho thành tựu đến thằng A. Mình viết á, à, mình viết một kia một cái điều gì đó, à, nó sẽ có những cái bước tương tự của nó. À, tiền hiện hậu, khi mình nghĩ, khi mình suy nghĩ có tiền, có tiền là có duyên. À, có tiền là có duyên. Thấy chưa? Câu đó quan trọng lắm đó nghe. Ừ. Tiền hiện hậu đây là tiền hiện hậu tư á. Chứ không phải bà Thiều Duyên mới có tiền. Nhớ nha, nhà đó có tiền là có duyên. À. Tức là khi mà mình tiền, khi mà mình tiền tư, lúc bây giờ nó có một đống duyên nó hiện lên. Một đống duyên nó hiện lên. Trời, mà cái này nó di tế lắm. Không. Này vi tế lắm, quý vị chép xong đi, bắt đầu tôi nói gì cái đó. Cái sự vi tế đó. Nghe là ngán luôn. Ủa mà nghe mà ngán rồi, rồi sao mà dám học ha. Ồ, nghe phải mê chứ ha. Ai tao mới học chứ không, nghe mà ngán luôn mà sao tao học ha. Thôi nhưng mà phải nên ngán nha. À, ngán để mà mình tu tập đồ. Mê ghế là chết. Thank you.
Mấy ai cũng ra vô giống tôi kìa. Ủa là con đang xài mạng trung tâm ha, mà xài đâu? Ồ, vậy là muôn nơi. Tính đổ thừa cái mạng trung tâm quá. Ừ hé, đúng rồi, phải sell. Trời ơi, cảm ơn, cảm ơn. Ừ, thôi chiều tốt về làm giám đốc cái vùng này đi. Nó đỡ bất ổn rồi. Bất ổn và bất an. Ủa vậy hả? Đứt nữa hả? Cá mập cắn nữa hả? Cái con cá này kỳ quá à. Ai biết nữa, lên chức qua anh đây làm quản lý thì sao? Rồi hiểu không? Đọc hiểu không? Ừ, thay xây cái tháp ngay trung tâm đang đem tôi đi chôn luôn. Xá, xá lị toàn thân luôn không? Rồi cái hình thứ hai hiểu không? À, hiểu cái hình thứ nhất chưa đã? Hiểu nha, thiệt nha. Không chơi hiểu giả dối nha. Có ba người hiểu ta. Ai lớp mình có ba người hả? Chỗ này đó, chỗ này nó lý giải cho quý vị mà hay nói năng lượng vũ trụ đó, quý vị có nhớ không? Mấy cái đám mà tà ma ngoại đạo đó, à, nó hay nói đó, năng lượng vũ trụ trộn sẽ giúp cho bạn được các kiểu đó, bạn hãy cố gắng đi các kiểu đó, năng lượng vũ trụ nó giúp cho bạn rồi đó, năng lượng quỷ nè, cái duyên này nè. Quý vị thấy vì sao mà người ta mê cái đó, thấy nó cũng có thành tựu thiệt, phải không? À, có những thành tựu thiệt nào kia đó. Đấy, bạn hãy ước mơ đi, bạn hãy khát khao đi, ha, vũ trụ này sẽ giúp đỡ cho bạn. Đấy, thì đó hồi xưa đang nói con vậy hả? Hèn chi con có bồ đó, nhện tân đó, vũ trụ giúp cho con rồi đó. Ừ, nguyện rồi đó, nó cũng vậy đó. Vậy thì quý vị mới thấy là nó có cái lý do về phát thú của nó. Nó có lý do về phát thú của nó. Ừ. À, sau này xem chứ, mẹ gọi đi tự biết. Nó có lý do phát thú của nó. Nên nó mới có xảy ra cái tình trạng giống như vậy. Tức là mình khi có mình có một cái ý nghĩ nào đó sẽ lên. Khi mình có ý nghĩ lên, mà cái ý nghĩ đó phải có đối tượng nha. Tôi nói cái ý nghĩ sanh lên mà ý nghĩ đó có đối tượng á, có nghĩa là gì? Ý tôi nói là quý vị phải loại trừ tâm si đi.
khi mà quý vị có cái ý nghĩ sanh lên á, hay nó phải có cái đối tượng là quý vị loại trừ tâm si đi. Là tại vì tâm si đó, cái trạng thái của tâm si nó yếu dữ lắm, mà cái đối tượng của tâm si nó cũng không có rõ nữa. Thành ra đối với cái tâm si đó thì cái năng lực của nó không đủ đi làm. Tham sân thiện thì được, mạnh để có thể tác hành được cái chuyện đó. Thì khi mà mình khởi lên cái ý niệm đối với một cái đối tượng, là ngay lập tức một cái lân cận của đối tượng nó hiện về với mình. Nha, khi mà mình suy nghĩ về đối tượng thì một lân cận đối tượng nó hiện gì đến mình. Khi ta suy nghĩ về đối tượng bằng ác tâm chắc chắn thì ngay thì lập tức một lân cận đối tượng hiện về với mình. Nói cách khác là có sự kết nối với một lân cận đối tượng đó. À, quý vị thử ra cái này nó hay lắm, nó đã lắm. Nó sao á? Nó là sao? Nó tuyệt vời lắm. Giờ quý vị thử đi. Bây giờ quý vị tập trung. Quý vị tập trung, hãy nhớ về một cái người thân nào đó của mình. Quý vị tập trung, hãy nghĩ về một cái người thân nào đó của mình. Rồi, ok, ngưng. Rồi, bắt đầu quý vị qua để ý nè. Khi quý vị nghĩ về một người thân của mình, thì hầu như 99.99% xu hướng là quý vị nghĩ cái mặt. Đúng không? Quý vị nghĩ tới cái người thân của mình, rồi quý vị nghĩ cái mặt. Bây giờ đó mà quý vị nghĩ cái mặt. Bây giờ quý vị nới rộng cái mặt đó ra coi. Lúc mà hồi nãy tôi nói hồi nãy đó là quý vị chỉ nghĩ đến cái mặt thôi. Nhưng mà nếu mà như ai mà hỏi là cái mình có cái gì, đôi dép có gì, quý vị trả lời được. Đúng chưa? Đó là một lân cận của đối tượng. Đó là một lân cận của đối tượng. Mà khi lúc mà tại cái thời điểm quý vị nghĩ về cái người đó, quý vị không có nghĩ về cái bộ đồ, cái đôi dép, cái mình, cái tay, cái chân, có cái mặt thôi. Cái mặt thôi. Nhưng mà khi đó mà mình nói rộng ra là nó thấy liền, nó thấy tùm lum hết trơn luôn. Một cái ảnh toàn ký về đối tượng. Cái đó đó, bây giờ người ta hay gọi đó là một cái ảnh toàn ký đối tượng. Ra đầy đủ đối với người nghĩ, ý người nghĩ đặc biệt tuyệt vời như vậy. Được chưa chỗ này không? Gì mà quý vị có cái thời gian đó, ví dụ như mình ha, hít thở mình nghỉ giữa hơi rồi đó, mình suy tư về mấy cái này đi, vui lắm. Suy tư về mấy cái thế giới tâm trí rồi đó, mình vui lắm. Cái mình suy nghĩ xong rồi hồi cái tự mình cười đưa cái bên mà nó bốc mình đi bệnh viện là biết lúc đó hết vui. Kịp cái ý này ha, kịp ý này đang tư tới cái độ hình mới. Đúng rồi con. Khi con nghĩ về một cái người nào đó là con nghĩ về cái mặt, nhưng mà nó kèm theo những cái tiếng nói. Khi mà con nghĩ về cái mặt thì bắt đầu thầy bung ra nó hơi rộng quá, vậy thầy bung hẹp xuống cho con dễ nè. Con nghĩ về cái mặt thì con nhìn cái gì? Thường đó là cái miệng, là cái miệng, mắt, cái lỗ mũi. Nhưng đó chỉ là cái điểm chú tâm thôi. Và khi mà con chú tâm vô trong cái miệng, nhưng mà thiệt ra là con biết luôn cái mặt. Đúng không? Khi mà con nhớ về một người là con chú tâm vô trong một phần của cái khuôn mặt.
nhưng mà con biết luôn cả cái khuôn mặt đó. Cái đó đó là cảnh toàn ký hay là cái lân cận của đối tượng, nó được hiển bày, nó trả về cho con đó. Ổn áp nha. Mình chơi giỡn với tinh thần á, vui lắm, có nhiều điều thú vị lắm. À, mình chơi vậy mình mới hiểu được cái thế giới tinh thần nó xảy ra cái gì đó Trang, cái mình mới đón ta được đó. Tân nó có nhớ nhiều đó thôi, tại vì tôi đối nghịch với nó vì khỏe lắm, đi đâu cái nó sắp tôi tay một thôi là đi được rồi. Rồi tâm tư mình có nên làm đối tượng nói đâu. Trời ơi, bắt đầu nói tới cái gãy tâm tư đó cô mới thấy tuyệt vời luôn. Thành ra quý vị phải học mấy thứ này, quý vị phải hiểu, quý vị qua bên kia là mới thù thắng được. Hãy nhớ rồi, Đức Phật chỉ mình gãy tâm tư làm sao. Cái từ nhỏ cái nó bung bự ra, quý vị coi coi, trời ơi kinh điển luôn. Không gian của nó đó, cái ảnh toàn ký nó mà hội thành vũ trụ này luôn, hết tam giới luôn. Ôi nó đã vậy đó. Bung ra. Và dài càng lớn dần. Thì sao? Tâm vô lượng mà. Hiểu chưa? Cho nên thành ra đó, thôi ngài chỉ cho mình cái này nè. Mình quét một cái ảnh toàn ký của cả tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, mình rải một cái gieo một cái hết trơn luôn cả tam giới này, bung ra vậy đó. Khi mà mình đi ngủ đó, nhớ chỉ ha, mong cho tất cả những chúng sanh trong con, bên trong con, bên ngoài con hằng có sự an vui giống như con. Bắt đầu đó mình quét bên trong sạch trơn, búng ra bên ngoài cái nữa rồi hết tầm giới luôn. Là cái này nè, là ngay khi mình nghĩ nha, ngay khi mình khởi lên cái ý nè, mong cho tất cả những chúng sanh bên trong con, thì quý vị chỉ có một cái ý niệm khởi đến bên trong mình thôi, đúng không? Hết trơn cái lân cận đó, hết, nó quét hết toàn bộ cái lân cận đó, toàn của cái ảnh toàn ký của thế giới bên trong mình, là nó đều được rõ đến hết, là cái tâm mình nó đến đó, tâm mình nó đến đó, mình chỉ cần niệm niệm một cái thôi là toàn bộ cái thứ đó mình quét sạch hết, cái tâm mình nó có cái tác dụng mà nó kinh khủng như vậy đó. Rồi mong ra tất cả những chúng sanh bên ngoài con, là ngay lập tức cái tâm mình nó phóng ra ngoài, phóng qua nó quét một cái hết toàn bộ tam giới, tất cả những chúng sanh nào nằm ở đó là dính hết. Đó là mình nới rộng cái lân cận của đối tượng đó. Tưởng tượng kịp không ta? Đúng rồi, nó rộng hơn con. Cái đó là thực hành mà, thực hành rải tâm tự mà. Nhưng mà con bắt đầu con mới thấy nè, nó yếu hay nó mạnh. Ấy bắt đầu tới giờ đang nói, bắt đầu tới cái tiếp theo là nói về cái sức mạnh. Bắt đầu tiếp theo nói về cái sức mạnh nè. Chuyển khởi. Chỉ cần cái ý nó khởi lên thôi của mi là có rồi. Nhanh chậm gì trời ơi, cái đó nó cái đó nó chỉ là cái thấy thường thôi. Không bung bự được là tại sẽ đây nè, trời ơi, tới từ cái điều mà thầy chuẩn bị nói luôn nè, sức mạnh chuyển khởi nè. Mày còn nghĩ nhiều thứ quá, liệt kê sao hết nhớ được nhiều nhớ. con có tốt ơi, chết rồi. Khi mà con khởi bên ngoài con, các đầu con nhớ nha, anh nghe, tân nghe, này nghe, rồi hết bên ngoài rồi, nó lại vô bên trong chứ lại rồi. Kịp không? Bên ngoài mình không có vô trở lại. Con đi vô cái đó là con vô đối tượng, là con quay trở lại vô trong nữa rồi.
bên ngoài con một ý niệm bên ngoài thôi là lúc ấy là nó quét hết. Con bên ngoài cái mà con liệt kê ra, bên ngoài mà con liệt kê ra là vô mấy đứa đó không mà, chứ đâu có bên ngoài nữa đâu. Hiểu chưa? Rồi cái từng người đó đó là mình nguyện cho cái người đó, tức là mình gọi đích danh, hiểu không? Ví dụ như đó, mình hay chuẩn bị chuẩn bị tân nó chết đi chẳng hạn, chuẩn bị là người chết ta xót xa, không phải vì thương tiếc ha, ví dụ thôi, ví dụ thôi. Hay bây giờ mình ngủ đó, trước khi ngủ đúng 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 mà 10:30 cái nó tắt cái bạc của tôi rồi, nó chơi vậy đó, hay chơi nó chơi không. Đó, cái mình nghĩ cái gì, cái mình nghĩ cái gì. Cái mình mong cho cái người đó, mình mong cho cái người đó ra đi toàn vẹn. Đó, mình gái tâm tư cho anh ta. Đó là gì? Là mình trỏ trực tiếp đối với cái đối tượng đó ha, mình á, mình trỏ trực tiếp đến cái đối tượng đó. Toàn vẹn con, toàn vẹn là không có bị sức mẻ đó, không có sức mẻ sau này người ta quay về được, chứ sức mẻ rồi ta quay về không được. Con thấy đó, một cái người mà người ta bị mất cái tay rồi đó, làm sao người ta có liền cái tay lại được, đúng không? Sức mẻ rồi đó là không mấy nào mà nó làm lại được chứ. Cho nên nó ra đi toàn diện, toàn diện mình có thể quay về được, chứ ra đi mà sức mẻ rồi là quay về không được. Cho nên ai ra đi nhớ toàn diện nha. Người nãy mới nói tính nói sức mạnh, cái nó tắt, mới tắt ngụm mất tiêu rồi. Rồi thôi đi, chắc bữa sau đi, bữa sau nói tới cái đó, chứ còn mấy cái đồ hình dưới nữa. cái đồ hình sau đó, mình về suy nghĩ thêm, mình về suy nghĩ thêm, sức mạnh mình cũng về suy nghĩ thêm, sức mạnh có sự chuyển khởi, sức mạnh nó khác nhau lắm mà, cái chỗ nãy có bạn hỏi đó. Ừ đúng rồi đó Trang, cái ảnh toàn ký của mình về họ đó cũng không có nhiều nữa. Mình có sự tìm hiểu liên hệ với ai nhiều thì cái sức mạnh chuyển khởi của mình cho đối tượng đó nó nhiều cơ. Đó là lý do vì sao mà mình chia phước rất là nhiều cho ông bà tổ tiên đồ, mà người ta nhận được có nhiều đâu. Người yêu thì mình nhận không à, tại vì mình nhớ người yêu mình không à, không đó mình thầy tôi cho cái người đó nha, cho cái người đó cái nó mạnh lắm, nó ào ào tới luôn như là nước suối mà nó đổ từ trên cao rớt xuống vậy đó. Này nguyện cho ông bà tổ tiên có biết cái ông nào cái bà nào đâu, nguyện khơi khơi thôi, chúng đâu chúng khổ vậy đó. Cô mi có ngồi có phiên âm lại giùm. Không đấy, thế đó nó đặc biệt cái thế, cho nên thành ra sức mạnh nó hay lắm. Cười chết vậy đó. Thôi máy tôi nó không có cho làm việc nữa rồi, không nghỉ thôi. Mình có sự biết lúc quét toàn người thân không? Trời phải không có cái sự biết rồi ai quét con? Chính cái sự biết nó quét đó chứ ai quét.
được ha. Thôi nghỉ, bye bye, giữ sức khỏe, mong là nửa tháng sau còn gặp lại nhau. Bye bye, bye bye, bye bye.